Xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi bông giấy nha. Khủng quái, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Cây mã số đầu tiên là 190. Đó, để quái cây rất là già cây ha, nhìn da đen nè. Rồi, để em đo thông số. 27 hoành ngay vị trí này nha. Chiều dài đế nôm là 40. Chiều cao là 54. Hoành cái cũ này, cái cũ này nó hơi lép. Đây. Là 53 nha, hoành ngay vị trí này là 53. Đường kính bầu là 25. Cây mã số 190. Cây này 1 triệu, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây mã số 191. Đó, cây này để quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây. Đế đẹp luôn. Hai cộng đế như là vũ nữ chân dài vậy đó. Cái cũ chỗ này quá đẹp luôn ha. Hoành chỗ này là 26 hoành. Hoành ngay cái co này nè, ngay cái chỗ này là 54. Chiều cao là 74. Đường kính bầu là 22. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái co này rất là đẹp nha. Cái này thì nó bị chè nhẹ cái chỗ này nè, khúc cành có sẵn hết rồi. Rồi, cây mã số 192. Cây này 1 triệu, bao ship toàn quốc. Ủa, 191 cô chú anh chị. 191 nha, 1 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo ha, cây mã số 192. Ồ, co lắc cực đẹp nha, co lắc này nghệ thuật luôn nha cô chú anh chị. Nè. Co quá đẹp luôn. Con này là không thể nào chê được. Một cốt nha, hàng một cốt mà kiếm con gì khó lắm á cô chú anh chị. Hoành em đo ngay vị trí này là 30 nè. Chiều cao là 75. Đường kính bầu là 20. Cây mã số 192, 800 ngàn. Bao ship luôn. Đó, rồi, tiếp theo. Tiếp theo ha, 193. Đó, cây này cũ nghệ thuật lắm nha. Đó, cái cũ nè. Rất là đẹp. Cốt cành có sẵn luôn, gió lùa luôn ha. Đó, cốt cành nó lùa theo cái phong này nè. Rồi, hoành là 24 hoành. Chiều dài của cái cây này là 60. Đế nôm là 33 luôn. Đế nôm cao là 33 nha. Đường kính bầu là 20. 193. 650.000 nha cô chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị mình chơi. Bông giấy Mỹ nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo 194. Đó, cái cây này lực lắm nha cô chú anh chị. To bự. Cao trên đây đây, chiều cao là 55. Đường kính cái bầu này là 27. Hoành ngay cái eo này là 55 nha. 194. 800.000. Bao ship luôn nha cô chú anh chị, bông giấy Mỹ nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Mã số 195. Một cốt lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái co lắc ở dưới này nó có cái bệ cũ ha, cái bệ cũ ở trên này lắc cái co, cái co quá ăn tiền luôn nha. Anh đo cái hoành tút ở dưới này nha, 29 hoành cô chú anh chị mình nhìn thước dây em đo ha, 29 hoành.
ở trên này tí xíu nè. Trên này thì 25 hoành ha. Chiều cao là 74. Đường kính bầu là 22. Cây này thì nó chạy nhẹ chỗ này nè. Nó chạy chỗ này xíu. Rồi mã số 195. 800.000. Bao ship cho cô chú anh chị mình chơi nha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 196. Cây này cũ đặt nha cô chú anh chị. Cũ đặt, dáng hơi siêu siêu ha. Hai mươi ba hoành, chiều dài là 43, đế nôm cao là 23 nha. Đường kính bầu 19. Mã số 196. 600.000. Bao ship cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Cây một cốt. Một cốt mà chỗ này nó dặn mình, nó găng guốc nha cô chú anh chị. Nó dặn mình nó găng guốc lắm. Cốt cành đẹp luôn. Một trăm chín mươi bảy. Hoành là 28. Chiều cao là 60. Đường kính bầu là 17. 197. 600.000. Tiếp theo là 198. Để nó quặn một củ đây ha. Hoành 20. Chiều cao là 60 nha. Đế nôm cao là 22. Đường kính bầu là 19. Mã số 198. 500.000. Bông giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ ha. Bông màu tím tím. Màu hồng hồng xíu ha. Hồng hồng tím tím. 199. Cây này nếu như cô chú anh chị mình cắt cái cọng rễ nhỏ này ra ha, là mình chơi cây một cốt lắc rất là đẹp nha. Đó, mình hy sinh tí xíu nhưng mà nó ra được cái cây lắc rất đẹp. Cái cọng rễ này mình có thể mình ghép được một cái cây nhỏ nữa nha cô chú anh chị, một cái cây mini để bàn nữa là một được hai đó. Cây này cắt về cắt ra không lỗ nha. 20 hoành. Chiều dài là 56. Đường kính bầu là 17. Cọng rễ nhỏ này cũng rất là quái nha. Về mình cắt ra mình ghép nha cô chú anh chị. Chứ cọng rễ thì nó thường nó khó lên mục lắm. Mình ghép trực tiếp vô luôn. Rồi 199. 400.000. Rồi tiếp theo. Cây mã số 200. Đó, cây này quá quái luôn. Cọng rễ nè, quấn quái rất là quái luôn. Cốt cành cũng ok ha. Về cô chú anh chị mình cắt ngắn lại xíu nữa mình chơi bonsai nha. 20 hoành. Chiều dài là 50. Đế nó nôm là 38 nha. Đường kính bầu là 19. Ai cô chú anh chị mình thấy những khúc cua ngoắt ngoẹo của nó nha. Rất là quái luôn. Rồi mã số là 200. Cây này 550.000. Bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Bông giấy Mỹ nha cô chú anh chị.
201. À, cây này nó cũng quái nè. Đây một cốt ha, xuống đây là đế bàn. Ở đây là đế quái, nó đủ tiêu chí hết cô chú anh chị. Một cốt có, đế quái có. Hoành là 19. Chiều dài của nó là 43. Đế nơm là 40. Đường kính bầu là 20. Mã số là 201. Cây này 400 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Đế đẹp nha. Đó, một cốt lên, chân dài luôn. Đó, tiếp theo. Cây này lắc quái nha. Lắc rất là đẹp. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Già cây lắm. Rồi, hoành ngay vị trí này ha, là 18 hoành. Chiều dài là 64. Đế nơm cao là 27 nha. Đó, đường kính bầu cái này 18. Rồi, mã số 202. 400 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. 400 ngàn. Cây này cắt cây bonsai là hết sảy luôn cô chú anh chị. Đây ha. Cắt cây bonsai là hết sảy luôn. Quá đẹp luôn. Thế bonsai mình chơi nha. Cò lắc cũng đẹp nữa. Hoành cây này là 16. Chiều cao là 55. Đường kính bầu là 15. Một cốt nha. Lắc lượng luôn. Rồi cây 203. 400 ngàn. Tiếp theo luôn. Cây nó gói ngay cái chỗ này là cứng ngắc luôn nha cô chú anh chị. Giống như tạo thành một thân vậy đó. Một thân một cốt luôn. Nhìn cũng quái lắm nha. Hoành ngay vị trí này là 26. Chiều gì cao là 64. Đường kính bầu là 19. Rồi mã số 204 cũng là cây cuối cùng của clip. Cây này 400 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Và em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.